Chắc chắn cụ ông Ji Byung-soo không phải là ví dụ điển hình về một người sinh ra để trở thành ngôi sao. Thành công chỉ đến khi ông đã bước sang tuổi 77 sau khi trình diễn ca khúc Crazy trong cuộc thi tiếng hát truyền hình và thu hút gần 3 triệu lượt xem trên YouTube, cũng như đứng đầu danh sách tìm kiếm trên mạng và các trang tin tức ở Hàn Quốc. Bỗng nhiên nổi tiếng chỉ với một bài hát ở độ tuổi này khiến tôi rất hạnh phúc, bởi tôi có thể đem đến niềm vui và tiếng cười cho mọi người. Đáng chú ý, câu chuyện của ông Ji Byung-soo diễn ra ở một đất nước có dân số già hóa nhanh chóng, với ngày càng nhiều người già tìm việc làm mới để giải tỏa tinh thần, thậm chí là kiếm sống. Theo các chuyên gia, đây là hiện tượng cần nhân rộng, khi mở ra hy vọng mới cho người cao tuổi ở Hàn Quốc, nơi nhiều người đang trải qua cuộc sống nghèo khó và cô độc. Với sự nổi tiếng mới của mình, ông Ji Byung-soo đã dành một phần thu nhập cho hoạt động từ thiện. Ông ấy đem đến cho tôi rất nhiều năng lượng và niềm vui cho mọi người. Điều ấy khiến tôi cảm thấy tuyệt vời. Mặc dù đã già, nhưng ông ấy vẫn tràn đầy đam mê và trông thật cuốn hút. Tôi ước rằng về già, mình cũng được như ông ấy. Theo dự báo của OECD, đến năm 2050, cứ 100 người Hàn Quốc ở độ tuổi từ 15 đến 64 thì sẽ có 71 người độ tuổi trên 65, khiến nước này trở thành quốc gia có tốc độ già hóa dân số cao thứ 3 thế giới, chỉ sau Nhật Bản và Tây Ban Nha.